Bộ Ngoại giao Mỹ đã bật đèn xanh với hợp đồng mua bán quân sự khẩn cấp trị giá 138 triệu đô la Mỹ cho Ukraine nhằm cung cấp phụ tùng quan trọng và giúp Kiev sửa chữa, nâng cấp hệ thống tên lửa Hawk của mình. Động thái này được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố ngày 9 tháng 4. Theo đó, Washington cho rằng Ukraine có nhu cầu cấp thiết về hỗ trợ bảo trì để duy trì hoạt động của hệ thống tên lửa Hawk theo AP. Thông báo này được đưa ra sau một đợt hỗ trợ đạn dược trị giá 300 triệu đô la Mỹ mà Lầu Năm Góc công bố vào tháng trước. Cả Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ đều đang tìm mọi cách để tiếp tục sự hỗ trợ cho Ukraine, trong khi gói viện trợ cho Kiev trị giá 60 tỷ đô la Mỹ vẫn bị đình trệ tại Quốc hội. Hawk là tên lửa đất đối không tầm trung có chức năng phòng không, một trong những nhu cầu an ninh hàng đầu của Ukraine. Ukraine có nhu cầu cấp thiết phải tăng cường khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công tên lửa của Nga. Việc bảo trì và nâng cấp hệ thống vũ khí Hawk sẽ nâng cao khả năng của Ukraine trong việc bảo vệ người dân cũng như cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết. Trong phiên điều trần ở trước Quốc hội ngày 9 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhấn mạnh rằng nếu không có sự hỗ trợ, Ukraine sẽ không thể đánh bại Nga. Ông Austin nói, vấn đề của Ukraine và kết quả của cuộc xung đột ở Ukraine cũng sẽ có tác động toàn cầu đối với an ninh quốc gia của chúng ta. Nếu Kiev thất thủ, điều này có thể gây nguy hiểm cho các nước láng giềng thành viên NATO vùng Baltic và có khả năng kéo quân đội Mỹ vào một cuộc chiến tranh kéo dài ở châu Âu. Mỹ bắt đầu gửi hệ thống Hawk đến Ukraine từ năm 2022, một phần trong nỗ lực nâng cấp cho hệ thống tên lửa phòng không Stinger có kích cỡ nhỏ hơn, tầm bắn ngắn hơn, theo Reuters. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết Washington lo ngại giá dầu thế giới tăng vọt nếu Ukraine đẩy mạnh tấn công các cơ sở dầu của Nga. Những cuộc tấn công đó có thể có tác động dây chuyền đến tình hình năng lượng toàn cầu. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện ngày 9 tháng 4. Ông nhấn mạnh, tốt hơn, Ukraine nên theo đuổi các mục tiêu chiến thuật và tác chiến có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc chiến hiện tại. Nói cách khác, theo ông, Ukraine chỉ nên nhắm đến các mục tiêu quân sự của Nga. Trong khoảng 2 tháng trở lại đây, Ukraine tăng tần suất các vụ tập kích bằng máy bay không người lái tầm xa vào các hạ tầng năng lượng của Nga, đặc biệt là các nhà máy lọc dầu, kho chứa dầu ở nhiều khu vực khác nhau trong lãnh thổ Nga. Đây có thể là một phần nguyên nhân khiến giá dầu trên thị trường thế giới tăng. Giá dầu đã lên cao nhất 6 tháng. Tuy nhiên, Washington nói rằng đó là do xung đột ở Trung Đông và các lệnh trừng phạt của phương Tây áp lên Nga. Bình luận của ông Austin một lần nữa xác nhận việc Mỹ đã đề nghị Ukraine ngừng chiến dịch tấn công vào các nhà máy lọc dầu Nga do lo ngại tác động tiêu cực đến thị trường năng lượng toàn cầu. Thượng nghị sĩ bang Arkansas Tom Cotton cho rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ không muốn giá dầu tăng trong năm bầu cử. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây cho biết Mỹ phản ứng không tích cực về vấn đề này. Tuy vậy, cho đến nay, không có dấu hiệu nào cho thấy Ukraine sẽ đáp ứng đề nghị của Mỹ về việc ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở dầu Nga. Ngược lại, cơ quan tình báo quân đội Ukraine hồi đầu tuần tuyên bố Kiev sẽ mở rộng chiến dịch tập kích nhà máy lọc dầu của Moscow. Nếu Ukraine không nhận được vũ khí và tiền viện trợ như cam kết, vậy thì động cơ của họ để tuân thủ thỏa thuận với Washington là gì? Halima Krops, giám đốc điều hành và người đứng đầu chiến lược hàng hóa toàn cầu tại ngân hàng đầu tư RBC Capital Markets đặt vấn đề. Kiev ban đầu nói rằng những vụ tập kích UAV đó nhằm làm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu cho quân đội Nga và giáng đòn tượng trưng bằng cách đưa cuộc chiến đến gần Moscow hơn. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, Tổng thống Zelensky lại khẳng định đó là một hình thức răn đe bởi vì Kiev đang cạn kiệt tên lửa cho các hệ thống phòng không được phương Tây viện trợ. Cả ông Zelensky và ông Austin đều kêu gọi Quốc hội Mỹ phê chuẩn gói viện trợ hơn 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Ông Zelensky thừa nhận nếu không có viện trợ của Mỹ, Ukraine sẽ thua trong cuộc chiến với Nga. Trong khi đó, ông Austin lập luận gói viện trợ là một cách để tạo việc làm trong ngành công nghiệp quân sự Mỹ. Theo ông, các nhà sản xuất quốc phòng từ đạn dược đến tàu ngầm đều có thể hưởng lợi. Washington
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 9 tháng 4 thông báo đã thông qua thương vụ bán quân sự nước ngoài trị giá 138 triệu đô la Mỹ nhằm giúp Ukraine sửa chữa hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung Hawk của nước này. Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ukraine có nhu cầu khẩn cấp tăng cường năng lực chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga cũng như năng lực trên không của các lực lượng Nga. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, việc bảo trì và duy trì hệ thống tên lửa Hawk sẽ tăng cường khả năng của Ukraine trong việc bảo vệ người dân và cơ sở hạ tầng thiết yếu của nước này. Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh điều này sẽ giúp thực hiện các mục tiêu chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia Mỹ vì sẽ giúp củng cố an ninh của một quốc gia đối tác. Mim 2 bà Hawk được giới thiệu lần đầu tiên vào những năm 1950 khi quân đội Mỹ tìm cách chống lại các cuộc tấn công của máy bay ném bom chiến lược. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết kết quả của cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga sẽ có những tác động toàn cầu đối với an ninh nước Mỹ. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky đã cảnh báo rằng Ukraine sẽ thua nếu các nhà lập pháp Mỹ không thông qua ngân sách bổ sung cho nước này. Theo Tổng thống Zelensky, nếu Ukraine thất bại, điều này có thể kéo các nước châu Âu khác và Mỹ vào một cuộc chiến. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cáo buộc Washington muốn làm suy yếu Moscow và xóa Nga khỏi bản đồ địa chính trị thế giới thay vì chấm dứt xung đột ở Ukraine. Rõ ràng phe diều hâu ở Washington không muốn chấm dứt xung đột mà muốn đất nước chúng tôi kiệt quệ ngay cả khi phải trả giá bằng sinh mạng của hàng trăm nghìn người Ukraine. Hay thậm chí muốn Liên bang Nga biến mất khỏi bản đồ chính trị thế giới. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết trong thông báo đăng trên kênh Telegram của Đại sứ quán Nga tại Mỹ hôm 9 tháng 4. Bình luận của Đại sứ Antonov được đưa ra nhằm đáp trả tuyên bố của nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mỹ Mike Turner rằng các thông điệp thân Nga đang được lan truyền trong Quốc hội Mỹ khiến việc hỗ trợ Ukraine gặp khó khăn hơn. Ở Mỹ, không ngày nào trôi qua mà không có cáo buộc nhằm vào đất nước chúng tôi về mọi tội lỗi, nhưng lại không kiểm tra thực tế và đưa ra bất kỳ bằng chứng nào, nhà ngoại giao Nga cho biết thêm. Theo Đại sứ Antonov, sự mệt mỏi vì gánh nặng tài chính dành cho Ukraine đang gia tăng ở các nước phương Tây. Sự mệt mỏi của người dân trước gánh nặng tài chính cho Ukraine đang gia tăng một cách khách quan ở phương Tây. Người dân Mỹ không hiểu tại sao họ phải làm việc chăm chỉ và nộp thuế, số tiền sau đó sẽ được sử dụng để hỗ trợ tài chính và quân sự cho một quốc gia Đông Âu xa xôi. Ông Antonov nhận định. Ông Antonov nói thêm rằng Mỹ đang phải đối mặt với một loạt vấn đề kinh tế và xã hội cấp bách và việc giải quyết các vấn đề này là ưu tiên hàng đầu của người dân cũng như các chính trị gia Mỹ. Đại sứ Antonov cáo buộc Mỹ từ lâu đã ấp ủ kế hoạch chấm dứt xuất khẩu các nguồn năng lượng của Nga bao gồm khí đốt tự nhiên. Theo nhà ngoại giao Nga, đây là lý do Mỹ đưa ra vô số lệnh trừng phạt. Theo Castellum AI, kể từ khi Nga sáp nhập vào Crimea, Mỹ đã là nước thực thi chính các lệnh trừng phạt đối với Moscow, áp đặt hơn 4.500 hạn chế. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nói rằng Moscow sẵn sàng khôi phục mối quan hệ chính thức với Mỹ nếu Washington bắt đầu tôn trọng các nước khác và tìm kiếm sự thỏa hiệp thay vì giải quyết vấn đề của họ bằng các biện pháp trừng phạt và sức mạnh quân sự. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc Mỹ muốn gây ra thất bại chiến lược với Nga và điều này đã khiến quan hệ giữa hai nước căng thẳng tới mức rạn nứt. Ông nhấn mạnh sự chung sống hòa bình giữa Nga và Mỹ chỉ có thể đạt được nếu Washington công nhận các lợi ích quốc gia cơ bản của Moscow, nhưng giới tinh hoa cầm quyền của Mỹ dường như vẫn phủ nhận thực tế của một thế giới đa cực và vẫn nghĩ về ưu thế độc tôn riêng của họ. Ông Lavrov tuyên bố, việc ai thắng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 không quan trọng với Moscow vì Washington coi Nga là đối thủ và là mối đe dọa hiện hữu bất kể đảng phái nào.